ở giữa sân đó là cầu thủ Huyền Trang và vào sân đó là cầu thủ số 89. Lê Huy. Như vậy là sau khi chịu một tấn thương thì cầu thủ Huyền Trang đã không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng mà đây thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Sẽ là tình huống đá phạt góc đầu tiên của đội bóng Thu Thủy ở trong trận đấu này. Mai Thần, Tân Thám. Rất hay, đội bóng Cao Thủy phạt góc. 0-1. Tình huống dứt điểm ở góc rất hẹp của anh Tuyết. Lúc này đây thì tên bóng của Phương Sơn Bóng đã có hơn khoảng 300 khán giả theo dõi trận đấu này. Rất tuyệt vời. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của khán giả nhà đối với giải bóng đá nữ Huyền Lệ Thủy mở rộng lần hai năm nay. Tiếp tục là tình huống tấn công của Cao Thủy. Cao Thủy vẫn còn tuyệt vời. Lại là Mai Thần của mình. Hàng phòng ngự của đội bóng Cao Thủy đã như thành công rất tuyệt vời. Lại đang nhận dành cho những tình huống dứt điểm của Mai Thần. Những ngày đây cầu thủ thi đấu nổi bật bên phía đội bóng AC Cao Thủy. Tiền thủy đó là cầu thủ số 12 Mai Thần. Rất khéo. Cánh phải đang là hướng tấn công chủ đạo của đội bóng AC Tiền Thủy ở mùa giải năm nay. Bóng không chuẩn. Tiền thủy. Hai người thủ môn giao chuyển lên phía đội bóng Cao Thủy. Tình huống dứt điểm như thế này của Mai Thần. Nhưng vẫn không thể được đánh bại đội thủ môn bên phía đội bóng Cao Thủy. Cao Thủy vẫn đang thi đấu như thường đồng rất sắc. Vào đội bóng Cao Thủy có sự thay đổi người. Hai cầu thủ ra sân đó là cầu thủ số 88 Trà Giang và cầu thủ 89 Lê Huyền. Vào sân đó là cầu thủ số 21 Yến Vi và cầu thủ số 7 Kim Bình. Hai sự thay đổi người liên tiếp của đội bóng AC Cao Thủy vẫn đánh vừa qua khi mà họ đã phải chịu một sức ép rất lớn đến từ cả cô gái Trương Thủy. Tuy nhiên lúc này đây thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Đi vô đây, ban trúng bây giờ. Rất nguy hiểm. Những tình huống bắt đầu chưa thực sự an tâm. Đội bóng như hết người của đội bóng Trương Thủy, tuy nhiên không thành. Tiếp, đi vô ban trúng. Vẫn đang là cầu thủ Trương Nga rất khỏe. Rất khỏe. Mẹ không có tiền, đừng có đòi hỏi.
Những trận cầu đỉnh cao như thế này luôn luôn thu hút được một lượng lớn người xem. Và như chúng tôi đã nói thì khán giả lúc này đây đẹp cái mẹ nó mất hồn. Rất đông. Tình huống xử lý bóng trước đó của Ta Bay là rất tuyệt vời rồi. Như vậy đội bóng tuyệt vời có sự thay đổi người ra sân đó là cầu thủ tên Tám và vào sân đó là cầu thủ Minh Thuận. Đội bóng Cam Thủy có sự thay đổi người. Ra sân đó là cầu thủ số 6 Hoàng Hay và vào sân đó là số 9 Lê Nhung. Rất nhiều sự thay đổi của đội bóng. Vâng, còn Đăng Nhung đã nè. Đi qua đây. Dép đâu? Lấy được phần nhiều phản công của đội bóng Cam Thủy lúc này đây phần nào đó đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên điều đó họ khiến cho họ cũng đang phải chịu một áp lực cực lớn để tiếp tục cố gắng đó. Đội bóng Tiên Thủy. Như chúng ta đã nói đến với buổi giải năm nay thì nhà bóng đá của chúng ta vừa có 4 đội và các đội bóng sẽ thi đấu vẫn còn 4 điểm. Vào chiều hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu. Ở đây giải bóng nó trúng nè. Một phát là nằm luôn. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy truy cập vào phát biểu quân sự bóng cũng như phát biểu tương lai để có thể cập nhật và theo dõi những thi đấu để có thể ủng hộ và cổ vũ cho tất cả các cô gái của chúng ta rất tuyệt vời. Đó là tình huống xử lý đối diện của Mai Thân. Mai Thân đang có những tình huống xử lý bóng qua cái nhà ông tặng phát chi những nam cầu thủ. Đó là Mai Thân. Qua người ơi. Trước mặt Mai Thân có đến 3 cầu thủ áo trắng thay thế. Những tình huống tấn công của đội Thủy chúng ta có thể thấy là dồn dập và liên tiếp. Họ đang tổ chức những cuộc tấn công ở trên toàn mặt sân nhưng vẫn chưa thể đánh bại được bức tường màu trắng cam mà đội bóng Cam Thủy tạo ra từ khung thành của thủ môn Minh Thường lúc này. Đội bóng Thượng Thủy có sự thay đổi người. Ra sân đó là cầu thủ số 7 Trà Vi và vào sân đó là cầu thủ số 23 Thanh Điền. Chúng ta có thể thấy được một tình huống dàn thiệp tấn công quá chất lượng của đội bóng Thượng Thủy ở khu vực trung lộ. Nhưng rất tiếc tình huống giữ bóng cuối cùng của Trà Phượng đã có thể dứt điểm. Lúc này Mai Thân rất tinh tế. Chào giải bóng đá này thì tôi sẽ tiến cử Mai Thân cho đội bóng nữ quốc gia Việt Nam. Quá tuyệt vời. Rất quan trọng. Tuy nhiên chúng ta có một lời khen từ đội bóng phần đầu của đội bóng Cam Thủy. Và như vậy là hiệp một của chúng ta đã kết thúc. Các đội bóng đang tạm nghỉ với tỷ số. Đây cũng là một libero của đội bóng Thuyền Trương Huy, một cô gái nhỏ bé nhưng có khả năng hoạt động rất tốt. Nỗ lực tuyệt vời của anh Chiến.
cả hai đội đang giằng co từng mét vuông ở trên sân bóng khu sân bóng phút này. Còn đừng có đi lung tung. Như chúng tôi đã nói, đây là một trận đấu đầu tiên của mùa giải và chắc chắn các cô gái của chúng ta sẽ phải chịu nhiều áp lực. Nhưng những gì mà cả hai đội bóng đang thể hiện trên sân tính đến lúc này là thực sự quá hay. Mãi thân 9.7 sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng Trong Thủy. Đừng có gọi chạy máu. Ra lui. Đá Phương tình huống chưa thua. Và cái điểm chìm nhưng thực sự chưa có thể tạo ra uy hiếp của đội thủ đô của thủ đô bóng Cát Thi. Như thế này những tình huống nguy hiểm đầu tiên xuất hiện ở trong hiệp hai này. Và cái điểm từ xa không có gì nguy hiểm của chúng ta. Và đội bóng Cát Thi có sự thay đổi nhiều. Ra sân đó là cầu thủ số 98 Anh Tuyết. Ra sân đó là cầu thủ số 25 Đăng Nguyễn. Nó không có quá nhiều những cơ thể áo đỏ xâm nhập vào khu vực cấm địa của đội bóng Cát Thi lúc này. Còn một đá với con nữa đó. Đẹp. Chiến điểm chưa thể tạo được áp lực thực sự về phía bên này của thủ môn Vũ Vũ bên phía đội bóng Cát Thi. Thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều. Như chúng tôi đã nói, thì đây là một trận bóng đá mà các đội bóng sẽ thi đấu trong vòng đến điểm. Do đó, bởi chiến thắng cũng như hệ số của một trận đấu là thực sự rất quan trọng. Chiến thắng đầu tiên ở hai đội giao quân chắc chắn sẽ là một lợi thế vô cùng lớn dành cho bất kỳ một đội bóng nào ở mùa giải năm nay để có thể ghi đến chiến thắng vô địch ở mùa giải năm nay khi mà giải bóng đá của chúng ta đang được rất nhiều người quan tâm. Chắc chắn sẽ đối phương không được. Đúng là ngày hôm nay đội bóng Cát Thi đang tạo ra một bức tường bê tông cực kỳ chắc chắn trước khung thành của đội nhà. Trường Thủy thì vẫn đang nỗ lực tấn công như sắp vỡ bờ, nhưng những con sóng Trường Thủy vẫn chưa thể đánh bại được bức tường bên phía đội bóng Cát Thi. Cát Thi phản công hơi chậm, đó là tình huống quay về phòng thủ của Minh Thuận. Phạm công không ai. Phạm công phản công đang là lối chơi sơ thương của Cát Thi. Ê giờ bà xuống chúng em. Trọng tài Đinh Như Việt yêu cầu thủ môn bên phía đội bóng Trường Thủy đặt bóng đúng vị trí. Và sáng ngày mai thì lúc 3 giờ sáng thì các trận đấu của chúng ta sẽ là được tiếp tục huyền trang. Và cái điểm chưa cũng có bóng của huyền trang. Đây đã là mùa giải thứ hai đội bóng Cát Thi và mặt ở giải bóng đá nơi huyện Lệ Thủy. Và đội bóng Trường Thủy là tân binh của mùa giải năm nay. Tuy nhiên những gì mà đội bóng tân binh đã được thể hiện lúc này đây là thực sự đáng khen ngợi. Công bằng mà nói thì vận may vẫn đang chưa thực sự mỉm cười đối với các cổ áo đỏ. Sẽ là một tình huống đá biên dành cho đội bóng Cát Thi. Tình huống tiếp theo khác không có gì nguy hiểm. Rất khéo, Trường Thủy đã sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cực kỳ thần áo. Hình ảnh thứ hai, Huyền Trang. Bóng đá được giao trong tay của thủ môn bên phía đội bóng Cát Thi. Phạt góc
rồi con. Ủa mà sử dụng ra lui, ra lui, ra lui. Ra lui. Lui. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất. Lúc này thì đội hình của đội bóng rất cao. Tuy nhiên hàng phòng ngự của đội bóng Cam Thủy cũng đã lùi tất cả các cầu thủ của Hà Nội về phía sân nhà. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu cực kỳ vất vả dành cho trọng tài Đinh Như Việt. Khi mà một vị trọng tài này đang phải con không có đồ tội theo đúng cái túi của mẹ rất là đôi của bóng Truyền Thủy cùng với Cát Thủy. Nỗ lực không thành công của Minh Thuận. Bên phía đội bóng Truyền Thủy. Như vậy là cầu thủ Trang Phượng họ vẫn đang nỗ lực trong những tình huống tấn công của mình. Trà Vi rất khó đập nhẹ về phía này với tay cao thu về. Nỗ lực rất tốt của các cầu thủ Truyền Thủy. Đúng là người thủ bóng Cam Thủy lúc này đây vào chơi quá hay. Không được rồi. Pha đi bóng chưa thành công của Mai Tân. Tuyến hai rất khéo, tình huống xử lý bóng an toàn của số 11 bên phía đội bóng Cam Thủy. Chúng đó hả? Lúc này thì trên phan bến Trung Lai cùng với phan bến Khương Sport đã có gần 1.000 khán giả đang theo dõi livestream. Và trên sân bóng Khương Sport lúc này thì có khoảng 300 khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Những con số rất tuyệt vời để có thể thấy tình yêu của khán giả đối với bóng đá nữ của chúng ta là tuyệt vời như thế này. Tình huống quang người không thành công của cầu thủ số 15 bên phía đội bóng Truyền Thủy. Rất đáng tiếc, bóng đá chạm tay của số 12 Mai Thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.